Anh xài người nào xài 2 lấy 10 thì mở chắc chắn phải được chứ, sao lại không được. Chỉ có điều rằng là 2 lấy 10 nhiều khi chúng ta thuần túy 2 lấy 10 và chúng ta không có cái solution, không có cái 2 lấy 8 ở trên đó đó, thì nhiều khi là bản thân những cái project này nó nằm trên 2 lấy 8 thì chúng ta không làm được. Không được á, thì là các anh chị chỉ add những cái tập pin nó vô thì chắc chắn được. Đó. Hoặc anh chị cắt dán vô cũng được. Nào chúng ta bắt đầu, tôi sẽ minh họa, tôi đã sửa đầy đủ hết rồi. À, cái lỗi nó chính nằm ở chỗ này đây, khi mà chúng ta tính tiền bán hàng mà có giảm giá thì cái đề bài nó là như thế này. Chúng ta viết chương trình nhập vào thông tin của một mặt hàng, tên, đơn giá, tính và xuất tiền phải trả theo quy định nếu mua cái gì đó vân vân á. Thì cái ở ngoài cái đề bài nó muốn ghi sao đó ghi. Nhưng mà chúng ta đó là chúng ta phân tích cái phần này, phần nhập là cái gì, rồi xuất là cái gì là chắc chắn là phải có. Nhưng mà sau đó nếu mà chúng ta thấy nó có nhiều công thức á, là chúng ta nói lên cái quy tắc tính tiền của chúng ta là cái điều kiện một nè, là chúng ta dựa trên cái số lượng, các bạn. Số lượng mà nhỏ hơn 50 á thì công thức này, số lượng mà từ 50 đến 100 công thức này, số lượng lớn hơn 100 công thức này. Đó. Cái đề bài là như thế này, chúng ta phân tích lại cái yêu cầu như thế này trước khi chúng ta đi xây dựng thuật giải và chúng ta lập trình. Người ta ghi là giảm 8%, tức là nó nhân cho 0.92, đúng chưa? Giảm 10% là cái công thức đó là nhân cho là 0.9, nó chỉ còn lại là 92%, với này nó còn lại là 90%. Đó. Cái tiền trả này nó sẽ ra là ba cái công thức 1, công thức 2, công thức 3, mà mình sẽ cái tiền phải trả sẽ dùng một trong ba cái công thức này. Nó khác với lại cái bài mà tính tiền bán hàng, ở đây nó có một công thức này thôi. À, là tiền bằng đơn giá nhân cho số lượng thôi. Còn đây là trong cái bài kiểm tra trực tuyến tôi cho nó dễ đó. Còn qua tới cái phần lập trình á, thì các anh chị thấy khai báo cái struct mặt hàng thì bình thường không có gì hết. Nhưng mà trong cái phần mà chúng ta tính tiền á thì là các anh chị mới để thấy là sao. À, ở đây á là tôi sẽ thể hiện cái chuyện đó. Đó, if cái là cái điều kiện 1 nè, tức là số lượng lớn 50 thì tôi dùng công thức này. Số lượng mà từ 50 đến 100, tức là cái điều kiện mình nói chữ và ở đây á thì là ở trong cái ngôn ngữ lập trình nó là và số lượng lớn hơn 100, và tất cả tôi đều là if rồi else if rồi else if, và tôi dùng ba công thức khác nhau. À, thì cái đoạn lệnh này nó phải được xuất phát từ cái phân tích này. Phân tích mà trúng thì sau đó là chúng ta làm được ngay thôi. Phân tích mà trúng chúng ta làm được ngay thôi, không có chuyện gì hết. Phân tích mà trúng là chúng ta làm được liền, kêu à. À, cái đoạn còn lại thì nó là bình thường thôi, cái tiền phải trả nó là bình thường. Mà cái bài này tôi đã có cho ngay từ đầu luôn rồi, không à, đó là một một bài. Các chị để thấy là tôi phân tích ra là tôi sẽ làm tương ứng được, không à. Còn bài thứ hai là xếp loại học lực của học sinh. Người ta ghi như thế này, người ta ghi cái loại trước rồi điểm trung bình gì đó vân vân á. Mình á, mình phân tích lại điểm trung bình từ đâu, mình sẽ phân tích từ dưới lên trên. Điểm trung bình nhỏ hơn 5 thì loại yếu, điểm trung bình lớn bằng 5 và nhỏ hơn 6,5 loại trung bình, lớn bằng 6,5 và nhỏ hơn 8,5 loại khá, lớn hơn 8,5. À, ở đây sẽ phải lớn hơn cái bằng nha. Phân tích này ra chúng ta xóa, ở đây là có dấu bằng ở trong này thì đúng á, phải lớn hơn bằng 8,5 thì là loại giỏi. Thì tương ứng như cái phần đó thì là chúng ta lập trình được ngay thôi. À, chúng ta sẽ lập trình được cái bài số 2 này hơn. À, tôi coi coi cái lớn hơn, đây là tôi có cho lớn bằng 8,5, trong khi tôi ghi nhầm thôi. Đó. Các anh chị thấy là tôi dùng có một mẫu thôi là có thể xài được. Các anh chị cứ if, else if, else if hết cho tôi. Đó. Rồi cái điều kiện chúng ta thể hiện ra thì nó có thể là và hay là có thể là hay rồi gì vân vân. Thì ở đó là trong cái phim offline là tôi có giải thích. Trong cái phim offline tôi đi lại cú pháp, tôi đi lại rất là nhiều thứ. Còn ở đây á, khi mà dạy online tôi chuẩn bị cái bài sửa sẵn rồi anh chị, tôi không có gõ lại từng bước nữa. À, cách học nó có khác, nhưng mà tôi nói cái cách sử dụng nó, cái cách sử dụng của nó. À.
không? Các chị mới để ý thấy nhắc lại nha. Người ta đó thì người ta cho cái đề bài là như thế này, nhưng mà mình phân tích về một cái dạng chung của mình là cứ điều kiện công thức tính, điều kiện công thức tính, điều kiện công thức tính, rồi từ đó đó là mình sẽ lập trình được. Chứ còn mình ngó nhắm vô cái này là mình không biết lập trình nó là như thế nào. Cái phần phân tích này rất là quan trọng. Lúc trước chúng ta chỉ có phân tích ra cái nhập xuất thôi, còn bây giờ là chúng ta phân tích ra thêm cái quy tắc xếp loại, hay là quy tắc tính điểm, quy tắc gì đó, mỗi cái nó có cái quy tắc khác nhau. Bài tính tiền đi taxi á, hai bài đầu là giống nhau nha, hai bài đầu là giống nhau. Bài tính tiền đi taxi á thì là các anh chị sẽ thấy như thế này, người ta viết chương trình nhập vào thông tin của khách hàng đi taxi, tính và xuất tiền trả theo quy tắc. Người ta nói là km đầu tiên có đơn giá là 11.000 đồng trên 1 km. Người ta mở ngoặc là đi không hết dẫn tính 1 km. Đi không hết dẫn tính 1 km nha. Xin lỗi nha, ở đây thì là chúng ta phần không phải số km, cái này bằng 11.000 luôn nha. Tôi gõ nhầm vô á, trong cái phần này tôi sửa lại. Tức là cái quy tắc ở đây không phải là quy tắc xếp loại mà quy tắc tính tiền đi taxi, hay quy tắc tính tiền. Nếu số km nhỏ hơn hay bằng 1, đúng không ạ? Thì tiền trả chúng ta là 11.000. Không nói gì, đi không hết vẫn tính tiền mà người ta nói mà. Đi không hết vẫn tính tiền, tiền trả nó sẽ là 11.000. Còn nếu số km mà lớn hơn 1 á thì tiền trả đó thì nó sẽ bằng gì? Các anh chị phải phân tích ra được rồi chúng ta mới làm. Nó sẽ bằng tiền trả cho km đầu tiên. Đúng không ạ? Tại km đầu tiên của chúng ta đó là 11.000 là chắc chắn rồi. Rồi cộng cho tiền trả cho km còn lại, thì tiền trả cho những km còn lại á nó sẽ bằng là số km trừ đi 1 rồi nhân cho là 9.000 thôi. Nhân cho 9.000 thôi. Đó. Chứ chúng ta không phải đem hết cái số km đó mà chúng ta nhân cho 9.000. Kiểu không ạ? Cái đầu tiên là luôn luôn là 11.000. Đương nhiên là ở bên ngoài thực tế giá nó hơi cái khác chút xíu mà. Ở đây là tôi cho để các anh chị có cái hình dung ra về cái thuật giải, cái phân tích yêu cầu, từ đó là chúng ta sẽ ra được cái lập trình, cái thuật giải tương ứng của chúng ta. Cái khó khăn nó nằm ở chỗ này, chứ không phải là cái cú pháp. Cái cú pháp dùng một dạng cho tôi thôi, dùng một dạng cho tôi thôi, đừng có quan tâm về đến switch hay cái gì rồi vân vân luôn nữa. Nếu anh chị nào cảm thấy không rành bỏ hai phần đó cũng được. Đó. Tiền trả cho 1 km đầu cộng cho tiền trả cho những km còn lại, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta phân tích được cái phần đó rồi, chắc tôi đưa nhầm ở đây là tôi, đúng rồi, tôi làm nhầm rồi nha. Ở đây là chúng ta phải tiền trả bằng 11.000. Đó, tôi làm sai cái phần đó là tôi bỏ qua phần này, tôi làm sai luôn nữa. Nếu số km mà nhỏ hơn bằng 1 á, là dứt khoát là 11.000. Còn nếu số km mà lớn hơn 1 á, thì nó sẽ bằng 11.000 cộng với số km trừ 1 nhân cho 9.000. Còn vào đây á, là cái số km nó đó, là chúng ta phải ghi là kh chấm số km, nó đổi theo cái công thức một chút thôi, nó đổi công thức một chút thôi. Đó. Các chị nắm theo kịp không ạ? Được chưa? Và cho tới cái bài cuối cùng, cái bài cuối cùng của chúng ta, bài cuối cùng tôi sửa là sửa cho phần phân tích nhưng mà tôi có minh họa. Người ta nói là 50 km đầu với đơn giá này, phải không ạ? 100 km kế tiếp với đơn giá này, 50 km kế tiếp với đơn giá này, các kW còn lại với đơn giá gì đó vân vân. Đương nhiên là những cái số liệu này có thể nó không đúng, phải không ạ? À? Thì cái quy tắc ở đây là quy tắc tính tiền luôn nữa. Tôi có chép xuống, cái này là tôi đưa xuống rồi. Quy tắc tính tiền. Chúng ta phải ra cái công thức tiền trả nó bằng bao nhiêu, thì là tất cả nó quy về cái điều kiện là trên số km, số kW. Nếu số kW của chúng ta nhỏ bằng 50 thì tiền trả chúng ta đó là bằng số kW nhân 500, tại vì nó nói là 50 kW đầu với đơn giá này, được không ạ? Còn nếu số kW mà lớn hơn 50 mà nhỏ hơn 150, số 150 này ra đâu ra đây, là do 100 cái kế tiếp, 100 cái kế tiếp, tức là từ 50 đến 150. Người ta ghi là 100 cái kế tiếp thì mình phải hiểu là từ 50 cho đến 150. Thì tiền trả của chúng ta là bằng gì đây? Tiền trả cho 50 km đầu cộng tiền trả cho là các kW kế tiếp, chứ không chắc là 100, tức là nó nằm trong đoạn này mà. Nhưng mà lớn hơn 50 này rồi á thì nó sẽ có 50 cái đầu, thì cái tiền trả cho 50 cái đầu này là bằng 50 nhân 100. Còn tiền trả cho những cái còn lại á thì là số kW trừ 50 nhân cho 700. Đó, các anh chị mà phân tích ra được, tôi
để đây cho nó đỡ tốn chỗ thôi. Các anh chị cũng có thể, nếu mà muốn cho dễ xem á thì là chúng ta để đây luôn cũng được. Đó, nó có công thức tính của nó hết trơn. Rồi tiếp tục, số kilowatt chúng ta lớn hơn 50 và nhỏ bằng 200 thì tiền trả nó sẽ bằng như thế này, đúng không ạ? Trong đó đó thì là tiền trả nó bằng 3 thứ này cộng lại. Tiền trả cho 100 kilowatt kế tiếp. Rồi tiền trả cho những cái kilowatt còn lại. Đó. Tức là khi mà nó lớn hơn 150 á thì 50 cái đầu của nó tính như này, 100 cái này, còn những cái còn lại để em trừ cho 50 là đơn giá tới 800 lần. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có cái phần này. Đó. Tiền trả cho 100 kW kế tiếp là như thế này. Rồi tiền trả cho là cái 50 kW kế tiếp là bằng 50 nhân cho là 800. Đúng không ạ? 50 cái đầu, 100 cái kế tiếp nè, cái 50 cái này nè, còn cái còn lại là chúng ta trừ cho tổng cộng 200 là nhân cho tới 1000. Đó. Thì nếu các anh chị đã phân tích được rồi á thì tới dừng lập trình á là chúng ta đem nguyên cái phần này chúng ta đưa xuống thôi. Đó, chúng ta sẽ đưa xuống thôi. Và trong này nó hơi dài do đó tôi có ghi chú. Ở đây là những kilowatt đầu nè. Rồi ở đây là 50 kilowatt đầu cộng nè, phải không ạ? Vân vân. Đó. Đó, cái lập trình là chúng ta ở đây tôi có thể là tôi đem nhân cái này trực tiếp vô luôn cũng được, nhưng mà tôi để yên con số đó để cho chúng ta dễ hình dung và để chúng ta dễ sửa đổi luôn nữa, phải không ạ? Cái đoạn này thì là rất là nhiều thứ, 50 kW đầu cộng cho là 100 kW kế tiếp cộng 50 kế tiếp cộng các kW còn lại. Thì khi mà chúng ta phân tích được rồi thì một bài toán phức tạp nó sẽ trở nên thành ra một bài toán đơn giản. À, một bài toán đơn giản thôi. Còn cái vỏ bọc của nó đó là có phần nhập, phần xuất gì đó, các anh chị phải khai báo, rồi chúng ta có nhập liệu, rồi chúng ta có kết xuất. Thì tôi nghĩ là những cái phần này là tới đây là các anh chị phải rất rành rồi. À, khi mà các anh chị rành xong cái phần mà nhập xuất rồi là tôi mới nói là cái xử lý nó phức tạp hơn. Cái cách tiếp cận của tôi là ban đầu tiên là cho cái xử lý đơn giản để các anh chị làm thật rành cái phần nhập xuất. Nhập cái gì cũng phải rành hết trơn, nhập mảng, rồi nhập cấu trúc, nhập biến đơn, nhập biến số thực, biến số nguyên, biến ngày, cái gì đó nhập thật là tốt. Xuất cái gì cũng xuất được hết trơn luôn nữa, nhưng mà tính toán thì rất là đơn giản, kiểu nào. Còn bắt đầu bây giờ là chúng ta tính toán nó phức tạp hơn. Chúng ta đã quen, chúng ta đã ổn định với cái phần nhập xuất rồi, phần khai báo biến rồi, thì bắt đầu tôi mới nâng dần lên là cái phần xử lý. Bữa hôm nay là xử lý rễ nhánh, tuần sau là chúng ta sẽ làm việc cho đến là cái xử lý ở trên mảng mà xử lý dòng lập. Đó. Nào các anh chị xem coi tôi giảng như thế là có nắm bài được hay không? Không, các anh chị làm đúng như của tôi đi chứ đừng gọi làm ở trong cái phần kia nó rối lắm á, có khi các anh chị bị sai á. Tất cả những cái điều kiện này các anh chị làm ra cho đúng là tôi, đừng có suy luận ra thêm. Đừng có suy luận ra thêm, cái kinh nghiệm của tôi thấy á là nếu như các anh chị mà chịu suy luận qua lại đồ này nọ ở cái phần này á, rất là dễ bị sai. Rất là dễ bị sai đó nha. Đó. Còn không tin tôi thì cứ việc làm. Thì tới chừng tôi chấm bài, tôi chỉ chấm trên cái kết quả thôi. Cái đoạn này thì các anh chị nếu mà làm đúng thì được thôi. Có nhiều người nói là bỏ cái đoạn này đi nè, L sẽ ít là số kilowatt nhỏ bằng 150 thôi nè. Đó. Có trường hợp nó đúng, có trường hợp nó thật á. Tại vì các anh chị cứ nghĩ rằng là mình cần làm cái gì đó ngắn gọn. Không có cần đâu các anh chị. Mình cần làm cái gì thật là rõ ràng, thật là chắc chắn ở trong chuyện đó. Một cái phong cách mà nó giúp cho mình làm thật nhiều bài đó, để mà đúng một cái bài mình ra một cái cách giải hàng loạt ở trong cái chuyện đó. Khi mình gặp tại cái vấn đề thực tế nó đa dạng lắm. Nếu mà chúng ta chỉ mà dựa trên một cái kỹ thuật cá nhân để mà chúng ta giải được một cái bài này qua bài khác chúng ta bí á, thì cái đó là không ổn, hiểu không ạ? À? Đừng có bỏ điều kiện, tôi khuyên là đừng có bỏ điều kiện đó. Còn các anh chị mà bỏ, nếu mà nó chạy trúng thì tôi vẫn cho điểm nha. À, nó khác với cái chuyện phong cách, à, nói chuyện phong cách cái này là tự chịu trách nhiệm á. À.
Những anh chị khác cho tôi biết xem coi là tôi giảng như thế là có nắm bài được hay không. Có 4, 5 anh chị cho biết à. Rồi bây giờ chúng ta mới tiếp tục đây nè. Đó, chúng ta mới tiếp tục. Chứ không phải là chỉ có nhiêu đây không đâu. Rồi bây giờ tôi với các anh chị mới cùng làm nè. Đó, tôi với các anh chị sẽ cùng làm ở đây. À, cái bài này là cái bài gọi là tính tiền thuê phòng. Chúng ta sẽ nói là bài này là bài số mấy rồi ha. Bài này là bài số số 4, bài này là bài số 5 nha. Đây là cái khách sạn X. Có 3 cái loại phòng. Có 3 loại phòng, 1,2,3 với cái đơn giá tương ứng. Là ví dụ như 320.000 đồng đi. 320.000 đồng. Đơn giá trên ngày tương ứng ha không ạ? 320.000, 280.000. Rồi 230.000 thôi. Ha không ạ? Chúng ta mới yêu cầu, đó là mô tả ngữ cảnh chung. Chúng ta mới viết cái chương trình nhập thông tin về một cái phiếu thuê phòng. Một cái phiếu thuê phòng gồm có họ tên khách hàng nha. Gồm có là cái loại phòng thuê. Gồm có là cái số ngày thuê. Họ tên khách hàng, loại phòng thuê, số ngày thuê, phải không ạ? Rồi chúng ta mới là tính và xuất cái tiền phải trả. Đó, họ tính và xuất cái tiền phải trả. Thì các anh chị tiến hành giùm cho tôi là phân tích yêu cầu. Của cái bài toán này, phải không ạ? Rồi chúng ta mới lập trình nha. Chúng ta tiến hành phân tích yêu cầu cái bài toán này. Chúng ta sẽ thấy là nhập vào cái gì đây. Chúng ta sẽ thấy là chúng ta cần phải xuất ra cái gì đây. Rồi chúng ta phân tích ra là cái quy tắc tính tiền của chúng ta làm sao. Đó. Với cái điều kiện nào, theo cái công thức nào. Đề bài thì nó không có nói gì hết trơn, nó chỉ nói như thế thôi. Đó, chúng ta có xong cái đó rồi chúng ta mới là lập trình cái bài mà tính tiền thuê phòng. Đó, chúng ta mới xây dựng thực giải gì đó, chúng ta mới tính toán. Hoặc cái đoạn mà chúng ta lắp vô thêm ở trên này thì nó dễ rồi. Đó, tính tiền thuê phòng chúng ta là bài tập 5 đi ha, cho nó dễ. Rồi các anh chị tiến hành là làm đi, ai làm xong báo cho tôi biết. Làm xong phần phân tích yêu cầu thôi. Phần nhập xuất á thì là tôi có thể nói cho các anh chị ở đây là chúng ta nhập vào là nhập một cái phiếu thuê. Một cái phiếu thuê phòng. À, chúng ta đặt tên nó là phiếu đi. Thì cái này nó dẫn đến một cái kiểu kiểu cấu trúc. Tên nó là phiếu thuê. Cái cấu trúc như phiếu thuê thì các anh chị sẽ phải khai báo cái cấu trúc phiếu thuê đó. Còn xuất ra đó là chúng ta xuất ra cái số thật là tiền trả đó. À, vấn đề là cái quy tắc tính tiền này thôi nè. Quy tắc tính tiền này rất là quan trọng, chứ khai báo cái biến cấu trúc này á
thì các chị vẫn có thể khai báo được cái cấu kiến cấu trúc là phiếu thuê. Đó. Trong cái phiếu thuê này người ta có những cái thông tin nào? Có thông tin là thứ nhất là cái chuỗi họ tên. Rồi sau đó là chúng ta có cái thông tin là về cái loại phòng thuê, thì loại phòng thuê nó là số 1, số 2, số 3. Thì là các chị dùng cái kiểu cái loại phòng của chúng ta là dùng cái kiểu số nguyên là hay nhất. Đó. Để nhập vô cho nó dễ. Và số ngày là số ngày thuê hay là số ngày cũng được rồi. Đó. Được chưa? Tôi sẽ giải cái khung cho các anh chị để các anh chị làm tiếp. Ở đây là chúng ta cứ việc là khai báo cái phiếu thuê phòng là phiếu. Chúng ta sẽ khai báo cái số thật tiền trả. Chúng ta tiến hành là nhập liệu cho cái phiếu. Rồi ở đây là chúng ta xử lý tính cái tiền trả theo cái quy tắc tính tiền. Rồi chúng ta kết xuất cái tiền trả. Được chưa? Đó. Thì cái quan trọng là quy tắc tính tiền này á là làm sao là làm được à. Còn những cái phần mà khai báo phiếu thuê số thực tiền trả này là kết xuất rồi, và nó chỉ còn lại có phần này thôi à. Mà phần này á thì nó lại phụ thuộc vào chúng ta đưa ra quy tắc tính tiền nó là như thế nào. Đó. Rồi làm đi các anh chị. Tôi nhắc lại hoài bao nhiêu lần rồi ha, học cái từ xa này á thì là học trên cái bệnh viện là các anh chị phải chịu khó tự học nhiều, và tôi đã cố gắng là tôi cho những cái bài sửa để cho các anh chị biết rằng là những cái phần của mình làm á nó có những cái đúng cái sai nó là như thế nào đó ở trong cái chuyện đó. Chứ còn nếu mà yêu cầu tôi mà tôi phải sửa bài tập cho từng người luôn nữa đó thì thực sự là tôi làm không nổi, kể cả có người trợ giảng luôn làm cũng không nổi luôn trong từng buổi luôn nữa. Tôi chỉ cố gắng á, là sao là các anh chị thấy là lúc này là tôi giải hết, tôi cho là những cái phần mà tôi đã cho ra tôi đều giải hết cho các anh chị ở trong cái chuyện đó, và những cái lỗi mà sai chung hay là cái gì á tôi có những cái nhận xét, rồi tôi có cái đề nghị là chúng ta nên làm theo hướng này làm theo hướng kia, thì dựa vào đó là các anh chị sẽ cố gắng làm nha. Nghe các anh chị nói bây giờ là phải sửa bài cho từng người luôn thì không thể nào sửa nổi hết ha. Thay vì tôi giảng chung và tôi đã cố gắng là tôi đưa hết cái bài cho anh chị rồi đó. Cái gì mà phân tích yêu cầu khỏi dùng chữ nếu luôn cũng được luôn nữa nha. Mình cứ ghi ra thôi, ghi cái điều kiện giống như tôi nói vậy đó. Điều kiện hai chấm, điều kiện công thức, điều kiện hai chấm công thức, rồi xong. Đó. Khỏi nói chữ nếu gì hết trơn luôn nữa.
nguyên tắc tính tiền là chúng ta đừng có ép gì vô trong đó hết trơn nha. Lúc này mà chúng ta mà lộn xộn cái cú pháp của cái lệnh vô á, ở đây là chúng ta đang phân tích nó ra thôi, hiểu không ạ? Chúng ta chỉ nói loại phòng á là một hai chấm thì là cái tiền trả này của chúng ta đó là nó sẽ theo cái công thức, nó sẽ bằng gì? Bằng 320.000 nhân cho là số ngày. Các anh chị có quyền dùng tiếng Việt ở trong này luôn cũng được đó. Đó, nó ra một cái công thức loại phòng là một, phải không ạ? Loại một bằng mà là một, tức là bằng một luôn cũng được luôn nữa, phải không ạ? Muốn dùng cái nào cũng được hết trơn á. Rồi loại phòng là hai, bài này như là gì rồi tôi cho làm bài kiểm tra cuối khóa đó, bài thi luôn nữa đó, là chúng ta là 208. Rồi ở đây á là nó là 203 đó, là xong. Ở đây là chúng ta lập trình được rồi đó. Rồi bây giờ là cái gì lập trình đi. Nếu ai lập trình xong thì báo cho tôi biết coi nó có chạy, nó có vấn đề gì hay không. Đừng lúc mà trong cái quy tắc này là đừng có dùng cái if gì ở đây nữa trơn luôn nữa, làm cho nó gọn để mà chúng ta tập trung vô cái bản chất của vấn đề. Còn khi mà chúng ta lập trình đó là chúng ta mới tập trung vô cái cú pháp, cái chữ số ngày này nó phải thành ra là cái biến gì, cái loại phòng bằng một này nó phải là cái gì, đúng không ạ? Không cần đưa bài giải đâu nha, các anh chị nào làm xong thì báo cho tôi biết làm xong thôi được rồi. Ở bên ngoài thực tế á, thì người ta ưa có những cái quy định đó, người ta ưa có những cái quy định đó. Nếu là cái này cái kia gì vân vân thì mình vấn đề mình ghi lại thôi. Tôi cho luôn cái bài tập số 6 đi nha. Là cái bài làm
cứ dùng cái tên đó là như thế nào đây. Gọi là cái bài tập 6 thôi cũng được hả các bạn. Bài thứ 6 này là tôi sẽ có cái mô tả cho nó. Rồi gọi là bài tập 6 thôi. Nó chẳng có tên. Tức là các năm trên thế giới, trên phạm vi thế giới, cái phạm vi thế giới nha, các năm ví dụ như là năm năm nay là năm bao nhiêu đây, năm nay là 2011 thì không có cái chuyện gì hết trơn đâu. Năm 1986, 1990, 1994, chấm. Trên phạm vi thế giới thì những cái năm này là có tổ chức cái giải vô địch bóng đá, tức là World Cup á. Đấy, thứ nhất hả các bạn. Các năm là 1988, 1992, 1996, cho em dám có tổ chức cái giải Olympic các bạn. Rồi đó là mô tả. Chúng ta sẽ viết cái chương trình nhập vào một cái năm và cho biết cái năm này có tổ chức cái giải vô địch bóng đá. Hay cái giải Olympic. Hay không có tổ chức gì hết. Hay là không có gì hết. Đó. Hay không có cả hai. Đó. Rồi. Đó là cái bài tập 6. Đó. Để các anh chị rèn luyện thêm những cái bài nhỏ nhỏ thôi. Cái gốc là chúng ta phân tích được cái yêu cầu, còn có được rồi thì cái cú pháp của nó thì là bình thường thôi, không có chuyện gì hết trơn. Nó chỉ có một cái là các anh chị phải khởi động cái biến giá trị ở ban đầu của nó là được rồi, hiểu không ạ? Vậy thì được thôi, đâu có gì đâu. Đó, đúng rồi đó. Cái điều kiện bằng của chúng ta nó phải là bằng bằng vậy thôi. Cái bài làm như thế thì tốt thôi, đâu có gì đâu. Chúng ta sẽ có là một cái static void, một cái bài tập 6. Mở ngoặc chỉ xét các năm gần đây nha. Vì cái quy luật trên không đúng trong, nhưng mà lưu ý cái này tôi ghi để cái đề bài nó chặt chẽ thôi.
chúng ta chỉ xét những cái năm gần đây về quy luật trên không đúng trong một số năm lúc mà vào không đúng trong cái trong lúc chiến tranh, trong lúc có chiến tranh nha, và làm ra hết luôn thì nó sẽ khó, phải không ạ? Nó sẽ khó. Bài tập 7 này thì là tôi sẽ để lại, tôi sẽ mô tả, các anh chị tự tìm hiểu nha. Bài tập 7 này là bài sẽ là đánh dấu là tính cái thuế thu nhập cá nhân, tính cái thuế thu nhập cá nhân. À, bài này có ứng dụng đó, phải không ạ? Chúng ta sẽ viết cái chương trình nhập vào cái thông tin của một nhân viên bao gồm là họ tên của nhân viên đó và tổng thu nhập năm, rồi là cái số người phụ thuộc. Nếu nhập vào thông tin của một nhân viên, tổng thu nhập năm, số người phụ thuộc, chúng ta sẽ tính và xuất cái tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo cái quy định về cái thuế thu nhập cá nhân. Mở ngoặc tự tìm hiểu. Bài tập này á, bài này anh chị nào làm được thì cũng rất là tốt. Đó, bài này có ý nghĩa ứng dụng thực tế lắm á nha. Bài này có ý nghĩa ứng dụng thực tế. Cái bài này thì không có bắt buộc nha. Bài này là không có bắt buộc thực hiện, cái này là tùy chọn, tùy chọn. Tôi đưa ra tại vì thực sự ra đó là những cái bài tập có những cái bài khó và có những cái bài dễ, tôi sẽ cho làm từ mức độ tôi tăng dần lên, và những cái bài tùy chọn cái này là dành cho những anh chị học khá giỏi, phải không ạ? Tại vì nó cũng khổ lắm, dạy thì dạy ở trên cái số đông, nhưng mà những anh chị nào mà cảm thấy làm bài tốt á, thì cứ muốn lấy bài tập thêm, mà cho bài tập thêm á, thì là một số anh chị mà bài tập cũ còn chưa làm được luôn thì lại thấy ngán đó, muốn mà vừa lòng hết cho tất cả mọi người đó cũng không có đơn giản. Do đó rằng là khi mà tôi cho những cái phần mà tôi nói là tùy chọn á, thì những anh chị nào mà cảm thấy mình chưa được vững vàng lắm thì thôi bỏ qua cái phần đó đi. Cái phần đó đó lúc mà đi thi á cũng có khả năng tôi cho ra đó, nhưng mà nếu mà tôi cho ra thì phần đó chiếm chừng một điểm thôi, và bài chúng ta mà làm chúng ta chỉ dành để mà cho cái phần tôi cho ra để dùng để phân loại học sinh sinh viên vậy thôi, chứ còn nó không ảnh hưởng đến kết quả học tập của các anh chị đâu. Đúng rồi, các anh chị nhận xét ra được phần đó là đúng đấy, tôi muốn tự đây các anh chị làm là như vậy đó. Tức là trong những cái bài cũ này ở đây á, nếu mà cái tiền trả này á, mà chúng ta giả sử như trong cái phần này á, chúng ta đưa lên cái phần này ở đây, chúng ta không có gán giá trị bằng không này nè, các anh chị thấy không? Thì khi mà chúng ta run lên á, đó, thì nó báo là lỗi nè, nó build error nè, các bạn, là chúng ta no đi.
Thì ở đây nó nói là sao? Việc dùng mà không gán NSize, use of NSize local variable tiền trả là nó hiện lên cái chỗ này. Tại sao vậy? À, tôi mới giải thích ở đây nè, tôi muốn các anh chị tự làm, nãy tôi đang chờ cái câu hỏi đó đó. Đó. Là do chúng ta if ở đây á thì cái hệ thống mà nó bắt lỗi á, nó nghi ngờ chúng ta là những cái điều kiện này của chúng ta đó không có chắc, nó kiểm tra không nổi là không phải là những cái điều kiện này nó có quét hết mọi trường hợp hay là không. Nó không biết. Đó, có thể là nó không quét hết mọi trường hợp, thí dụ như chúng ta kiểm tra một cái nhỏ bằng 1, một cái lớn hơn 8 thì cái đoạn từ 1 đến 8 nó đi đâu. À, do đó là mình muốn để cho nó không báo lỗi nữa đó, mình cứ gán đại cái phần này là bằng 0, là mình nói là tôi chịu trách nhiệm trong dừng này, nếu mà không có gì hết trơn thì ra 0, thì lúc này mình dạy thì nó không có báo lỗi. Đó, được không ạ? À? Do đó là trong cái phần mà xử lý tuần tự á thì chúng ta không cần phải gán cái giá trị ban đầu, nhưng mà trong khi mà qua rẽ nhánh á thì là các anh chị những cái biến này á, để mà dùng vô trong cái lệnh if này, cái kết quả này, các anh chị phải gán cái giá trị ban đầu cho nó. À, cái double tiền trả mà không có đó thì là nó sẽ báo đó, phải không ạ? Chú thích thì là ghi nhập liệu. À, chúng ta phải ghi rõ là nhập cho ai, nhập cho cái gì chứ, phải không ạ? Ghi như thế thì cũng còn hơi thô sơ, nhưng mà cái đó không phải là lỗi nặng lắm. À, cái đoạn cuối á, là dùng cái else là trật đó nha. Dùng cái else trật luôn nữa đó, nếu mà ta nhập vô số 4 cái luôn nữa là nó trật á. Tôi nói là dùng một mẫu á, cái nào tôi căn ngăn nhận rồi là cứ eo sẽ hết trơn luôn nó đi. Mà tại vì cái eo sẽ kia nguy hiểm lắm, mình sẽ phơi vô đúng ngay cái trường hợp của mình thôi. Thực sự là nó có cái phần eo sẽ là tiền trả, lúc đó nó phải là zero á. Rồi thôi được rồi, tôi để lại cho các anh chị thêm cái bài, những cái bài phía sau ha, là tôi hướng dẫn cho cái bài số 6 thôi. Bài số 6 thì chúng ta có cái nhận xét gì về cái những cái năm này không? Đọc kỹ cái đề bài có nhận xét về những cái năm này, là cái đề bài người ta cho vậy chứ không có cho rõ lắm đâu. Các anh chị buộc lòng là phải làm cái phân tích nha. Chúng ta sẽ làm cái phân tích yêu cầu. Tập thói quen làm cái phần này nha. Nhập nè là cái gì đây? Xuất là cái gì đây? Ở đây là chúng ta sẽ có cái quy tắc tính thôi. Đó các bạn. Đó. Chúng ta nhập vô á là một số nguyên là năm, được chưa? Năm hay nam gì đó cũng được, phải không ạ? Xuất ra đó là một cái chuỗi thông báo. Tại vì người ta yêu cầu là cho biết có hay không có, đó là một cái chuỗi thông báo đó. Thì cái chuỗi thông báo đó đó thì là nó sẽ là gì đây? Nó là năm này có tổ chức giải vô địch bóng đá, năm này có tổ chức giải Olympic, năm này không có tổ chức gì cả. Đó. Thông báo đó là như thế, hiểu không ạ? Thì các anh chị mới tìm cách phát hiện ra cái quy luật của người ta nói là năm như thế nào á thì là có tổ chức giải vô địch bóng đá, năm như thế nào là có tổ chức giải Olympic, người ta chỉ đưa ra là như thế này thôi. Cứ 4 năm nó tổ chức một lần á, nhưng mà nó lệch nhau. Năm 86 thì tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới, thì năm 88 thì nó tổ chức Olympic, 90 á thì nó qua 92, 94 thì nó qua 96, rồi 98 nó qua là tới 2000 94 rồi tới 96 vân vân, nó cứ kéo dài qua, phải không ạ? Rồi nó 98, phải không ạ? Rồi nó 2002 vân vân. Rồi mới đây á, tới đây là chúng ta là có là gì đây? 2010. 2014, phải không ạ? Ở đây là 2012,
2016 đó. À không, cái chuyện kiểm tra dữ liệu nhập á, là tôi đã nói ngay từ đầu rồi á, là sao? Mình kiểm tra dữ liệu nhập là mình phải chấp nhận một điều là sao, là nếu như trong cái ngữ cảnh môn nhập môn lập trình này á, là nếu như họ nhập vô số liệu đúng thì mình chạy đúng, họ nhập vô số liệu sai á là mình chấp nhận là mình sẽ chạy sai. Mình sẽ chạy sai. Đó. Mình chấp nhận ở trong cái ngữ cảnh của môn nhập môn lập trình này, tại vì cái phần kiểm tra nó rắc rối lắm. Ở trong cái chuyện đó mà tôi dành cái phần đó cho môn kỹ thuật lập trình. Nhớ ha. Trong cái môn này không yêu cầu kiểm tra cái dữ liệu nhập. Dữ liệu nhập là mình giả sử như người ta phải nhập đúng. Đó. Có điều cái hồi nãy tôi nói á, là cái else mà có nhiều người xài á, ở chỗ đó đó, không có dùng else if á, thì là số liệu người ta nhập trật mà mình vẫn cho ra kết quả đúng, cái đó mới là chết á. Đó mới là chết. Cái đó thì không ổn. Số liệu người ta nhập trật là coi như là ra kết quả sai. Đó. Chứ còn người ta nhập vô số phòng là 4 mà mình vẫn lấy cái phòng là 3 mình đưa cho người ta, phải không ạ? Cái điều kiện mà bằng á là hai dấu bằng lận nha, là bằng bằng lận chứ không phải là một dấu bằng nha. Sao các anh chị có vẻ không có tự tin vậy ta? Các anh chị cứ làm thôi chứ còn cái gì đâu, làm đúng cái phần đó thì được rồi chứ đâu có gì đâu. Có nhiều người dùng dấu bằng thì nó sẽ trật, phải không ạ? Không cần phải trừ 1994 gì đâu. Chúng ta chỉ nhập cái năm này coi như mình chấp nhận là từ năm 1980 mấy trở lên thôi. Tiền trả kiểu INT được hay không trong bài nào? Trong bài nào? À xuống lại, à, đúng rồi, ở đây số thật, số nguyên gì cũng được hết trơn luôn nữa. Các anh chị có thể khai báo số nguyên cũng được, không sao hết. Đúng không? Số thật hay số nguyên gì cũng được hết, tiền trả. Cái này là tôi dự trù sẵn cho cái bài sau, đó là cái bài mà để nó có giảm giá thôi. Rồi thì các anh chị cứ làm thôi, hiểu không ạ? Nào thôi bây giờ tôi sẽ nói qua cái này thì về tối nay làm thôi, hiểu không ạ? Chúng ta tôi hướng dẫn cái bài này á, là chúng ta đem nhập cho một cái năm á, rồi chúng ta cái lúc mà phân tích này ra đó thì là chúng ta sẽ xem coi là cái chuyện mà cái điều kiện của nó nằm ở trên, không phải là trên cái năm chính trực tiếp, mà nó nằm trên là cái phần dư khi chia 4. Phần dư khi mà chia cho 4. Đó, phần dư khi mà chia 4. Đúng không ạ? Cái quy ước tính của nó đó là sao đây? Là cái phần dư của năm. Của năm mà chúng ta khi chia 4. Là 2. Thì khi đó là sao? Cái thông báo của chúng ta đó là nó sẽ bằng là tổ chức giải gì đây? Là có tổ chức giải. Các chị có thể đưa chuỗi cũng được, không đưa chuỗi cũng được. Giải vô địch đúng không? Vô địch bóng đá. Thì ở đây là chúng ta ghi như thế này cũng được, nhưng mà chúng ta nên xét lại là khi phần dư khi chia 4 là 0 á thì nó như thế nào. Đó. Rồi là cái phần dư khi của năm khi chia 4. Cái phần thì là cái thông là 1. Thì nó là như thế nào, đúng không ạ? Thông báo nó là cái gì đó. Và được rồi, để tôi ghi chấm 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 đây, tôi để lại cho các anh chị chọn. Nó sẽ bằng cái gì đây? Ở đây nó thông báo nó sẽ bằng cái gì đây?
Phần dư của 5 khi chia cho 4 là 0, là 1, là 2, là 3. Nó có 3 trường hợp thôi. Là 2. Đây là 3. Đó. Thì cái thông báo của chúng ta sẽ có cái tương ứng. Cái cách này là cái cách nó dài, nhưng mà cách này là cách chắc ăn. Phần dư của 5. Phần dư là chúng ta dùng cái gì đó các anh chị? À, cái này là phải coi lại cái bài số nguyên lại nha. À, để mà làm cái bài này. Thôi được rồi, tôi không hướng dẫn thêm nữa đâu nha. Còn bài số 7 này thì không có. Bài số 7 này nếu mà ai mà chịu khó mà làm thì nó trở thành trong cái bài mà ứng dụng cho chính các anh chị luôn nữa đó. Nếu mà đương nhiên là làm một chỗ thôi chứ không có làm nhiều chỗ, phải không ạ? À, chỉ làm một nơi thôi á. Đó. À, hoặc là mình thuê luôn cái tổng thu nhập năm thì cũng được rồi. Với họ chỉ phụ thuộc vào cái số người phụ thuộc là bao nhiêu người nữa. Đó. Thì anh chị nào tính hay á, là tính tính luôn cho cái năm nay là nhà nước của mình là có thay đổi một chút đó nha. Thì lúc đó đó là chúng ta tính cho nó thực tế cho năm 2011 này á. Năm 2010 nó tính kiểu khác một chút. Riêng năm 2011 này thì nhà nước có cho do mà một cái chính sách để mà giảm cái thuế thu nhập cá nhân cho những người thu nhập thấp á, đúng không ạ? Rất là hay, tôi thấy rất là hay. Đó. Rồi bây giờ tôi mới nói một chút qua về cái chuyện là cái mảng. Thì cái phần này các anh chị sẽ xem cái phim offline có phần mảng một chiều và cái xử lý lập. Xử lý lập mảng một chiều á thì nó có chương 2, còn xử lý lập của nó có chương 3. Tôi đã dạy phần ban đầu của mảng một chiều rồi. À, nhưng mà tôi chưa nói tới cái phần xử lý tính toán. Rồi đề bài tôi cho rất là dài, nhưng mà các anh chị chỉ cần xem phim offline rồi tôi tin rằng là chúng ta làm ít nhất cũng phải 50% trong này. 50% là ít á. Tại trong cái phim đó tôi giải hết trơn luôn đó rồi. Ngay trong phim đó là tôi đã giải rồi à, ngay trong phim là tôi đã giải hết rồi đó nha. Mặc dầu nó cho dài như thế này nhưng mà ngay trong phim đó tôi nhắc lại đã có bài giải ngay trong phim á. À, các anh chị không tin thì các anh chị coi kỹ lại thì các anh chị sẽ thấy là trong này nó có hết rồi. Còn kỳ sau á thì tôi mới dạy chính thức về cái mảng và cái dòng lập, à, cái xử lý tính toán của nó đó, cái xử lý lập ở trên cái chuyện đó. Thì cũng giống như bữa hôm nay thôi, thì là tôi sẽ sửa những cái bài này hết cho các anh chị. Tôi sửa hết luôn, nó có hai bài thôi mà, đúng không ạ? Nhập vô một lần là chúng ta tính toán ra chúng ta xuất ra hết trơn luôn nữa thôi, đúng không ạ? Thì cái cách dạy nó cũng có một sự thay đổi nhỏ nhỏ thôi, là tôi muốn là các anh chị xem phim offline hiểu được tới đâu hiểu, làm bài tập được tới đâu làm bài tập. Cái này là một cái định hướng cho các anh chị xem phim offline đó. Các anh chị hiểu ý tôi không? Tức là xem cái phim offline cái phần đó thì chiếu vô những cái bài tập của tôi làm thì sẽ có bài sửa. Sẽ có bài sửa, và qua cái bài sửa đó là tôi minh họa cái phần lý thuyết, tôi mới tóm tắt lý thuyết lại. Các anh chị có thể khi mà xem phim nó chưa hiểu hết, chưa làm được bài tập hết, không sao hết trơn nha. Chưa hiểu hết, chưa làm bài tập hết, không sao hết. Nhưng mà bữa hôm sau á là chúng ta sẽ nghe giảng lại, giống như là phần xử lý rẽ nhánh này á. Tôi nghĩ cũng nhiều anh chị là cũng xem mà đâu có hiểu hết. Rồi cũng xem mà cũng đâu có làm được hết cái bài tập rẽ nhánh của tôi. Đúng không ạ? À? Không sao hết trơn luôn nữa, không nhất thiết là cái gì có nộp là được rồi. Đó, cái gì có nộp, cái gì có làm bài trong đó là được rồi. Rồi sau đó là tôi mới giảng về nó và tôi cho những cái bài sửa hết. Thì cái lúc đó là giống như tôi giảng theo cái nhu cầu của các anh chị, là các anh chị là có cái thắc mắc ở trong cái phần đó, phim offline nó nói như thế nhưng mà mình còn bí cái gì đó, thì qua bên đây những cái minh họa tôi nó sẽ làm rõ hơn. Rồi, cái bài tập này mình có suy nghĩ về nó nhưng mà mình làm không có ra, thì ở đây là tôi mới cho cái bài giải. Cũng như hồi nãy giờ tôi chờ đợi rất là nhiều và cuối cùng có một người hỏi đó, là không có gán giá trị ban đầu cho cái biến tiền trả hay những cái biến khác thì nó báo lỗi. Tôi đang chờ câu hỏi đó đó. May mắn là cũng có một người hỏi, đúng không ạ? À? Tự chúng ta làm vào chúng ta mới thấy được ở trong cái chuyện đó. Tất nhiên là có nhiều người xem phim offline thì cũng đã biết phần đó luôn nữa rồi, đúng không ạ? À? Thuế thu nhập cá nhân nó dài lắm anh ơi. Cái chuyện này, bài này là tôi dành cho người khá giỏi, các anh chị tự đi tìm hiểu đi. Tra trên web nó cũng ra gì đâu, thấy không ạ? À? Cách tính thuế thu nhập cá nhân ra quy định nhà nước á. Cái đó là quy định chung rồi, thấy không ạ? À? Cái bảng nó dài lắm.
sau này có người là đưa vô phiếu thu trong này, làm gì có phiếu thu, đặt tên cho nó cũng đúng ha. Cái báo mặc dầu nó không có đổi gì hết trơn nhưng mà nó cũng kỳ lắm, đúng không ạ? Cái tiền trả này em khai báo, có người khai báo thuốc ở bên dưới luôn nữa, lập trình thì cũng được, nhưng mà cứ khai báo hết biến nhập rồi khai báo biến xuất đi, khai báo mà lung tung như thế là cái phong cách nó không có ổn chút nào hết trơn luôn nữa ha. Các anh chị sao không có chịu khai, tôi đã ghi cái thuật giải ở đây luôn nữa rồi mà. Các anh chị thấy không ạ? Khai báo là phần chúng ta khai báo hết những cái biến nhập và biến xuất ở đây. Còn ở giữa chừng cái biến trung gian thì không có biết trước được. Chứ chúng ta đừng có làm việc tới đâu, chúng ta phải chốt cái phần nhập và phần xuất nó ở đây nè, phải không ạ? Tôi để phần này lại cho các anh chị làm tiếp mà, phải không ạ? Rồi thôi nha, tôi sẽ post cái phần này lên. Là cái phần xử lý này ở đây thì là ở đây là cái phần xử lý để nhánh này á, thì các anh chị nên giữ lại, phải không ạ? Có một số người mà có đi học online này á thì giữ lại. Đó. Rồi để mà chúng ta có thể rằng là dựa trên cái phần đó là chúng ta mới làm lại những cái phần mà tôi đã có hướng dẫn, phải không ạ? Như thế thì nó tốt hơn. Cái xử lý để nhánh, phải không ạ? Rồi cái thời gian cuối này tôi sẽ không giảng nữa mà tôi chừa lại để mà các anh chị gửi cho tôi những cái thắc mắc hay là những cái ý kiến cuối cùng về cái chuyện tiếp thu bài, phải không ạ? Sau khi mà tôi post bài này lên á là tôi dành cái thời gian cuối để làm cái chuyện đó. Cần thiết là tôi sẽ quay trở lại cái sụt code, phải không ạ? Nếu cần. Chúng ta đi học được bao nhiêu đây? 61, dường như là số lượng nó cũng càng ngày càng giảm, lúc trước là nhiều hơn, phải không ạ? Nhưng học nó cũng là mệt mỏi dần dần, thấy không ạ? Ở đây là cái xử lý rẽ nhánh chúng ta là 56 này nha, đó là cái phiên bản cũ. Bây giờ là chúng ta vào trong cái phiên bản mới. Đây tôi sẽ up nó lên. Nó cũng không có thay đổi gì bao nhiêu hết trơn, phải không ạ? 56 giờ nó chuyển qua là 63 rồi. Rồi được rồi đó. Các anh chị cố gắng trong buổi tối hôm nay á, là chúng ta nên làm những cái phần rẽ nhánh lại, phải không ạ? Làm những phần rẽ nhánh lại. Rồi chúng ta xem luôn cái phần mảng và vòng lặp ở trong đó, là các anh chị làm ít nhất cũng được 1-2 bài trong đó đó. Một ABCD gì đó của tôi á, ít nhất cũng phải làm tới phần C được quyền rồi. Tin tôi đi, các anh chị làm, các anh chị xem mà các anh chị không hiểu không gì hết trơn luôn nữa đó thì qua cái buổi giảng á, là các anh chị sẽ nắm được rất là nhiều so với lại là chúng ta xách một cái coi như là một cái đầu rỗng và chúng ta đến là chúng ta nghe. Tôi thì cũng cố gắng với những anh chị nào mà không có xem phim online, tôi vẫn tìm cách để mà tôi giảng. Nhưng mà chắc chắn là cái phần đó là nó dễ quên. Nghe thì hiểu nhưng mà coi chừng dễ quên đó, phải không ạ? Được dùng hết tất cả các hàm, các anh chị dùng hết nha. Chữ hiển thị lớn hơn thì cũng được để tôi cho, nhưng mà lúc đó thì trên màn hình nó lại không ngó được nhiều, phải không ạ? Nhưng mà tại sao lại cần chữ lớn hơn ta? Tại cái sụt tôi đã cũng đưa ra cho các anh chị rồi mà. Thì chỉ có những cái phần mới tôi gõ vô thêm thôi ha. Nào còn ai có cái thắc mắc gì, có muốn hỏi gì cứ gửi giùm tôi nha. Đừng có lo tải cái phần đó về, cái phần đó tải sau cũng được mà. Đúng rồi, nó có cái kỹ thuật để mà dùng cái vòng lặp thay cho cái việc if, nhưng mà tôi sẽ cân nhắc là tôi giảng bây giờ hay là đợi tới môn kỹ thuật lập trình, tùy vào cái tình hình tiếp thu bài của các anh chị. Tại vì chỉ nhiều quá luôn nữa nó sẽ rối đó. Còn ở đây chúng ta đang học ở mức nhập môn lập trình mà. Nó có cách để làm em.
Em nếu em muốn làm tôi hướng dẫn em khai báo một cái mảng, rồi em nhập cái loại phòng vô là cái chỉ số của nó, rồi em sẽ lấy cái thông tin đó em lắp cái chỉ số mảng nó vô thì em làm được, khỏi vòng lặp luôn cũng được luôn nữa. Nhưng mà loại phòng chứ không phải phòng đâu nha, loại phòng thì nó có mấy loại thôi à, chứ không phải phòng đâu. Đây là loại phòng, khách sạn thì nó có thể có rất là nhiều phòng nhưng mà nó có ít loại thôi. Rồi thôi, tôi chào các anh chị trước nha. Bây giờ các anh chị trước nha, tôi ở đây để tôi chờ những ý kiến cuối của các anh chị, và nếu cần thắc mắc thì là cứ gửi thêm nha. Rồi thôi, chào hết các anh chị. Các anh chị gửi giùm tôi cái ý kiến cuối cùng về cái tỷ lệ phần trăm tiếp thu bài bữa hôm nay giùm tôi nha. Rồi chào hết tất cả các anh chị. Gửi giùm tôi đi nha. Tôi thì tôi luôn luôn tìm tòi những cái cách giảng như thế nào để mà giúp cho các anh chị hiểu bài tốt nhất có thể có, phải không ạ? Ở trên cái bình diện chung. Nhưng mà các anh chị cũng phải hợp tác với tôi dùng cái từ đó đó, phải không ạ? Cũng phải chịu khó những cái gì, cái cách mới tôi đổi hay sao đó vân vân, là các anh chị cũng phải có làm việc ở trong đó thì nó mới có ý nghĩa. Tất nhiên rồi, giảng giảng như thế này á, thì là chuẩn bị bài nó cực hơn à, chuẩn bị bài cực hơn nhưng mà không sao. Giải phương trình bậc nhất thì đâu có gì đâu em, nói là dễ thôi nha. Phương trình bậc nhất thì ax cộng b bằng bằng không á, thì là a phải khác không đó nha, cái đó mới gọi là phương trình bậc nhất. Có nhiều người lộn á, phương trình bậc nhất là cái a phải khác không, còn giải phương trình dạng là ax cộng b á bằng không á, giải tổng quát á, tức là nhiều khi có vô định vô nghiệm rồi luôn nữa đó thì được đó, đương nhiên là được, anh chị vẽ ra cái cây là được. Chỉ có điều cái cây đó thì nó sẽ phức tạp hơn, nó vừa có a vừa có b ở trong cái chuyện đó, thì là cái xử lý rẽ nhánh của chúng ta vẫn tách cái điều kiện ra được như thường. Tức là nhưng mà lúc mà chúng ta chia trường hợp a là bằng không, a khác không, rồi chúng ta chia tiếp với b bằng không, b khác không, rồi là nó thành điều kiện và, nó thành điều kiện và, hiểu không ạ? Có người hỏi về cái phương trình này thì sẵn đó là tôi cũng nói cho các chị nghe luôn, ha không ạ? Thí dụ giống như là cái bài là giải phương trình, và giải phương trình này nè, ax cộng b bằng không, chứ đừng có gọi là phương trình bậc nhất đâu nha. Đó. Tức là bài của nó đó là chúng ta nhập vào hai cái số thực a phẩy b, rồi người ta yêu cầu là giải phương trình này thôi, giải phương trình này thôi. Thì cái này á, tôi không có cho những cái bài này là tại vì là nó liên quan đến toán nhiều, tôi rút kinh nghiệm tôi không cho nhiều, không à? À, tôi không cho nhiều ở trong chuyện đó. Thì chúng ta chia trường hợp ra thôi, chúng ta mà phân tích ra đó là cái quy tắc giải á, thì là chúng ta sẽ có là a của chúng ta đó là trường hợp a là chúng ta là bằng không, thì cái công thức nó chưa ra liền đâu, chúng ta phải xét ở đây có trường hợp a bằng không và a khác zero đó. Nếu mà a mà khác zero á là chúng ta sẽ có cái nghiệm liền, là chúng ta có cái nghiệm liền rồi, không có nói à, nghiệm x của chúng ta là có liền à, đưa đến là có nghiệm, không à? Nhưng mà a chúng ta mà bằng không á thì là chúng ta phải xét cái trường hợp con là b chúng ta là có bằng không nữa hay không à, đưa đến là cái công thức gì đây, rồi chúng ta là có trường hợp là b của chúng ta là khác zero à, nó sẽ ra công thức gì đó. À, có người hỏi thì tôi nói thôi chứ tôi không cho bài tập này đâu nha.
Tại vì bài tập này nó liên quan đến cái chuyện toán, nó lộn xộn ở trong chuyện đó. Thì cái lúc mà chúng ta chuyển thành cái lệnh mà nó có xuống một cấp này á, là chúng ta if a bằng 0 và b bằng 0, rồi if a bằng 0 và b khác 0. Nó có ba công thức. Nó có ba công thức thôi. Rồi, có người tiếp thu còn có 10% mà cho tôi biết lý do tại sao đi ta. Bài giảng online có sửa lại khi post lên là sao ta? Tôi không hiểu. Thì tôi post lên rồi đó, tôi mới post lên cho anh chị đó, là cái bài đó đó. Không cần hàm if đâu em, nếu mà cho mãn vô loại phòng không cần hàm if đâu, có thể đó lúc nào đó tôi minh họa cho tôi, không cần ha. Thì như hồi nãy hỏi cái gì vậy ha, đâu có quét gì đâu, tôi đưa ra cái quy luật cho em thấy thôi ha. Không cần đâu, nó rối lắm, mà cái kê squid đồ này nọ nó rối bèn lên hết trơn á, đừng có làm bây giờ. Rồi có những nào anh chị làm rành mấy cái bài này rồi á, thì anh chị muốn chuyển qua thêm cái phần đó thì tùy đó, là tôi không có cản. Nhưng mà ở cái mức nhập môn lập trình này làm á, làm sao cho nó càng gọn càng tốt. Các anh chị thấy những cái bài giải của tôi ra nó đâu có đâu có dài dòng gì đâu, nó theo một cái khung chung luôn của nó, do đó là tôi mới giải được nhiều bài. Rồi tôi trình bày ra cho các anh chị để các anh chị dễ hình dung, và có thể là tôi cho qua một bài khác thì chúng ta làm được, phải không ạ? Rồi thôi, cố gắng làm cái bài tập nha, xem cái phim offline là tôi nói là các anh chị sẽ làm được rất là nhiều bài trong này đó, rất là nhiều bài trong này đó. Rồi thôi, chào các anh chị.